Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Số 70. Chuyện hiền giả cái cuốc. Tiền thân Kudala. Chiến thắng ấy không tốt. Chuyện này khi ở tại Kỳ Viên, bậc đạo sư đã kể về trưởng lão tên là Chita Hatha Thabibutta. Trưởng lão ấy theo truyền thuyết là một thanh niên thuộc một gia đình tốt ở Xá Vệ. Một hôm, trên con đường về nhà, sau khi cày xong, thanh niên ấy đi vào tinh xá, nhận được các món ăn thượng vị béo và ngọt từ bát của một trưởng lão. Kẻ ấy suy nghĩ, chúng ta ngày đêm tự tay làm nhiều công việc, nhưng không được các món ăn ngọt như thế này. Vậy ta hãy trở thành một sa môn. Kẻ ấy xuất gia. Sau 1 tháng rưỡi tinh cần, nhưng bị phiền não chinh phục, kẻ ấy hoàn tục. Rồi vì kiếm ăn mệt nhọc, kẻ ấy trở lại xuất gia, học thắng pháp. Với phương tiện này, 6 lần kẻ ấy hoàn tục, 6 lần xuất gia. Nhưng đến lần thứ 7 lại trở thành tỷ kheo. Vì tỷ kheo này thông suốt 7 bộ A Tỳ Đàm thắng pháp, và do đọc lớn tiếng nhiều lần giáo pháp của tỷ kheo, nhờ triển khai thiền quán, vì ấy chứng quả A-la-hán. Các thân hữu tỷ kheo cười nhạo nói: Này hiền giả, trước kia tâm hiền giả là như vậy, nay làm sao các phiền não không tăng trưởng được? Thưa các hiền giả, từ hôm nay trở đi, tôi không có thể trở lui đời sống gia đình được. Vấn đề vị này chứng quả A-la-hán như vậy được nói lên tại Pháp Đường. Thưa các hiền giả, dầu được căn duyên trở thành một vị A-la-hán như vậy, tôn giả Chita Hatha Thabibutta đã 6 lần từ bỏ đời xuất gia. Ôi, thật sự là sai lầm cho tánh phàm phu của vị ấy. Bậc đạo sư đến và hỏi: Này các tỷ kheo, nay các ông ngồi họp bàn vấn đề gì? Khi nghe vấn đề ấy, bậc đạo sư nói: Này các tỷ kheo, tâm của hạng phàm phu là nhẹ dạ, khó điều phục, bị các đối tượng chi phối hay dính chặt. Một khi đã dính chặt thì không thể thoát ly mau lẹ. Tâm tư như vậy được nhiếp phục thật là tốt lành. Một khi tâm được nhiếp phục thì nó đem lại an lạc, khó nắm giữ, khinh động theo các dục quay cuồng. Lành thai điều phục tâm, tâm điều an lạc đến. Do tánh khó nhiếp phục này, thuở xưa các bậc hiền trí chỉ vì một cái cuốc mà họ không thể bỏ được, vì lòng tham 6 lần từ bỏ đời xuất gia. Chỉ lần xuất gia thứ 7, thiền định khởi lên, họ mới nhiếp phục được lòng tham ấy. Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa khi vua Ramadatta trị vì xứ Ba-la-ngại, Bồ Tát sanh ra trong gia đình một người làm vườn. Lớn lên, Bồ Tát được gọi là bậc hiền trí cái cuốc. Với cái cuốc, Bồ Tát dọn sạch khoảng đất, tự mình gieo trồng các loại như rau, bí, bầu, dưa leo và các thứ rau khác để bán và sinh sống một cách khó khăn. Ngoại trừ cái cuốc này ra, Bồ Tát không có một tài sản gì khác. Một hôm, Bồ Tát suy nghĩ: Ta sống trong gia đình làm gì? Hãy xin đi xuất gia. Bồ Tát cất cái cuốc ấy vào một chỗ kín, xuất gia làm vị tiên nhân du sĩ. Lại nhớ đến cái cuốc ấy, không thể chặt đứt lòng tham vì cái cuốc sức mẻ, Bồ Tát từ bỏ đời xuất gia. Như vậy, lần thứ 2, lần thứ 3, cho đến lần thứ 6, Bồ Tát chôn cái cuốc vào một chỗ kín, rồi lại bỏ xuất gia. Đến lần thứ 7, Bồ Tát suy nghĩ: Chỉ vì cái cuốc sức mẻ này, ta tiếp tục từ bỏ xuất gia. Nay ta sẽ quăng nó vào con sông lớn, rồi sẽ xuất gia. Bồ Tát đi đến bờ sông, lại nghĩ: Nếu thấy được nơi cái cuốc bị rơi, thì ta có thể đi đến đó và vớt nó lên được. Nghĩ vậy, với sức mạnh kiên trì như voi, Bồ Tát cầm cán cuốc quay tròn trên đầu 3 lần, nhắm mắt lại, quăng cái cuốc vào giữa dòng sông và rống lên tiếng trống con sư tử 3 lần. Ta đã chiến thắng, ta đã chiến thắng. Lúc bấy giờ vua Ba-la-ngại vừa dẹp xong loạn ở biên giới trở về, tắm trong con sông ấy. Sau khi trang điểm đủ mọi châu báu, vua ngồi trên lưng voi, đang đi, nghe tiếng Bồ Tát la lớn, liền nghĩ: Người này nói ta đã chiến thắng, nó đã chiến thắng ai vậy? Ta hãy gọi nó. Khi Bồ Tát đến, vua hỏi: Này bạn, ta vừa thắng trận ở chiến trường trở về, còn bạn chiến thắng ai vậy? Bồ Tát thưa: Thưa đại vương, 1.000 hay 100.000 chiến trận được đại vương chiến thắng đều vô ích. Nếu đại vương không tự mình chiến thắng các phiền não, chính do chiến thắng tham dục trong nội tâm, ta đã chiến thắng các phiền não. Trong khi nói vậy, Bồ Tát nhìn con sông lớn, khởi lên thiền quán với đối tượng về nước, đắc thiền chứng, ngồi trên hư không thuyết pháp cho vua và đọc bài kệ này: chiến thắng ấy không tốt, nếu chiến thắng rồi bại, chiến thắng thật tốt lành là chiến thắng nội tâm. Nhà vua nghe thuyết pháp, với sự đoạn trừ vọng kiến, các phiền não được đoạn tận, tâm tư hướng về xuất gia. Ngay lúc ấy, tham dục đối với dương vị cũng bị tiêu diệt. Vua hỏi Bồ Tát: nay Bồ Tát sẽ đi đâu? Bồ Tát trả lời: sẽ đi vào Hy Mã Lạp Tân, xuất gia, làm vị tiên nhân du sĩ. Vua nói lên ý muốn xuất gia của mình và đi cùng với Bồ Tát. Toàn bộ số người, các Bà La Môn gia chủ, toàn thể quần chúng hội họp tại chỗ ấy, tất cả đều cùng đi với vua. Dân chúng ở Ba-la-ngại được nghe vua Ba-la-ngại của họ hướng về xuất gia sau khi nghe bậc hiền trí thuyết pháp, nghĩ rằng họ ở lại đấy làm gì, cũng xin xuất gia. Từ nội thành dài 12 dặm, tất cả dân chúng trong thành đều ra đi. Hội chúng dài đến 12 dặm cùng với Bồ Tát đi vào Hy Mã Lạp Sơn. Bấy giờ, chiếc ngai của Thiên Chủ Đế Thích trở thành nóng. Tìm hiểu lý do, Đế Thích thấy bậc hiền trí đang tiến hành một đại sự xuất gia, ước lượng số đại chúng và số trú xứ cần cho họ ở. Đế Thích truyền gọi Visukamma, thần xây dựng của chư thiên, và nói: này Khanh Thân, bậc hiền trí đang tiến hành một đại sự xuất gia, cần phải có trú xứ cho họ ở. Hãy đi đến Hy Mã Lạp Tân, trên một chỗ bằng phẳng, Khanh hãy xây dựng cho một khu ẩn cư dài 30 dặm, rộng 15 dặm. Visukamma dâng lời và cho làm đúng như đã nói. Đây chỉ là tóm tắt, các chi tiết đầy đủ sẽ được nói trong tiền thân Hathibala số 509. Visukamma hóa hiện ra một khu chòi lá tại các vùng ẩn cư, đuổi xa các loài thú ồn ào, các loài chim, các loài phi nhân, và là một con đường theo mỗi phương hướng chính. Con đường rộng vừa một người đi, rồi Visukamma đi về trú xứ của mình. Còn bậc hiền trí đem theo hội chúng ấy đi vào dãy Hy Mã Lạp Sơn, đến chỗ ẩn cư đã được Đế Thích cho, đem theo các vật dụng xuất gia do Visukamma tạo ra, tự mình xuất gia trước, rồi sau truyền giới xuất gia cho hội chúng, phân phối chỗ ẩn cư rồi giao cho họ. Tất cả đều từ bỏ dương vị ngang bằng dương vị của Đế Thích. Hội chúng tràn đầy chỗ ẩn cư dài đến 30 dặm, sau khi chuẩn bị các đối tượng đề tài thiền quán và tu tập tâm từ bi hỷ xả, Bồ Tát dạy đề tài thiền quán cho hội chúng. Tất cả đều đạt thiền chứng và được sanh lên cõi Phạm Thiên. Còn tất cả những ai hộ trì hội chúng đều được sanh lên cảnh giới chư thiên. Bậc đạo sư nói: này các tỷ kheo, như vậy khi tâm bị các phiền não chi phối, thật khó từ bỏ. Các đối tượng tham ái khởi lên rất khó từ bỏ, khiến cho các bậc hiền trí cũng trở thành vô trí. Sau khi kể pháp thoại này xong, bậc đạo sư thuyết giảng các sự thật. Cuối bài giảng ấy, một số người chứng quả dự lưu, một số người chứng quả nhất lai, một số chứng quả bất lai, một số đạt quả A-la-hán. Bậc đạo sư kết hợp hai câu chuyện và nhận diện tiền thân. Thời ấy, vua Ananda, hội chúng ấy là hội chúng Đức Phật, còn bậc hiền trí là ta vậy. Ha ha ha,